Hello anh em nhé. Hôm nay cửa hàng lại về cắm lao lại này. Đấy, dặn mãi mày lại mới gửi được cám cho đây, bởi vì là cám đợt này đang cháy hàng, không có hàng mà cháy. Hôm nay lại nhập về thêm một ít nhá để họ sử dụng này. Tương tự tháng 1 năm 24 này. Đó. À, mới tinh vừa về xong. Vỗ béo chờ màu khoáng ADE này, rồi hot đấu này, rồi win đấu trường, win đấu trường, win đấu trường đó. Nhiều anh em nhé, anh em đến địa chỉ khu 4 Yên Tập Cổng Khê Phú Thọ hoặc kiosk số 1 chợ thị trấn Cổng Khê Phú Thọ để được sở hữu những thứ mà anh em thích nhé. Cảm ơn anh em đã luôn quan tâm theo dõi, tin tưởng, ủng hộ. Chúc anh em thật nhiều sức khỏe để tiếp tục chơi chim dưỡng trí của mình nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều.